Rồi Hiền Tiên xin chào quý ông bà cô chú ha, đang quay trở lại với kênh của Hiền Tiên. Bây giờ là ở Viên rồi. Cái sao mà chở nguyên cái chậu tre luôn cô chú anh chị ơi. Quá bất ngờ nha. Trời ơi, Tết là cái thời gian mà phía bên Hoa Viên cũng như là trước mộ của chú Vũ Linh, rồi những mộ xung quanh rồi của chú anh chị là nơi mà mấy biết luôn á. Con nghe chú nói gì không? Hả? Nói sao? Hiện tiên hả? Hay là nói cô? Phải không? Mình vô với trong cô chú anh chị ơi, bây giờ là cái bông tiếp đẹp rất là đẹp nha. Đẹp. Ồ, cái này đẹp quá ha, không biết cô khán giả nào đây. Mấy anh mới đi mua về của chú anh chị ơi, tại vì bây giờ là tới trưa rồi thì Tiên cũng mới vừa dùng bữa sáng xong. Tiên đúng rồi, Tiên ơi. Dạ. Đó là mấy cái mộ mà kêu bằng có nhà mồ luôn mà chưa chắc gì bằng cái này nha. Đúng rồi. Không có ai đến thắp hương mà cũng không ai đến thăm viếng hết ha. Đúng rồi, tại vì cái này là YouTube đến nè, rồi cô chú anh chị. Nhưng mà trên đời này chỉ bậc nhất có cái mộ này thôi. Đúng rồi, độc nhất luôn trong Hoa Viên luôn. Tuy là không có nhà mồ, tuy bằng đó. Cái phần đất nó cũng rất nhỏ hơn người ta ha. Dạ. Mà thì tính ra thì rất là cái bằng không phải nào cái lời nói nào mà để tả được ha. Ta đi ha. Dạ. Đó, cái chung là nó bình tráng, nó có một cái gì đó nhưng mà con chú. Tại vì á nhà mồ hoặc ra là người ta là những cái người mà người ta có người nhà là đại gia đồ thôi, nhưng mà thực chất ra nhiều khi ấy, người ta đi người nhà người ta đã ở bên Mỹ định cư bên đó hay là người ta ở xa, đúng không? Còn mình ở đây là có YouTuber nè, rồi có khán giả nè đó, rồi chị Loan là cứ khoảng 2 tuần là lên 1 lần, không lúc trước là 1 tuần là lên ngang khói thì lúc nào cũng chăm lo cho chú đó, rồi khán giả lại là hấp nè, rồi những cái đèn đồ đúng không, làm hàng ngày anh em mình đều chăm sóc mộ chú đó, rất là sạch sẽ và luôn ấm áp nữa. Trời ơi, quá trời đẹp luôn nè. Cái cúc nó thường nó màu hồng, màu vàng nha con chú, cúc bông soi á. À, hôm soi là màu gì Tiên? Đó là màu gì? Em biết này màu tím hả? Không biết màu gì nữa. Nó còn có màu tím nữa. Nó đúng tím. Rồi. Bữa nay nó nhiều màu lắm. Sao mà nó nhiều, nó đẹp dữ. Đang có búp nhưng mà cậu chú hai tiếng mình nổi rồi, khá là đẹp á. Đó bây giờ trời nắng rồi quay lên. Nó màu vàng rồi màu này rồi màu tím. Đây nè, màu này nè bà con chú, đó, màu này là màu đỏ đô hả? Đỏ đô. Đỏ đô đúng rồi, chính xác. Hiện tiền nói đúng là màu đỏ đô. Đỏ đô nhưng mà cậu chú ha. Dạ. À, đây là cái tiểu cảnh của Tết ha. Đây là tiểu cảnh của cái dịp Tết nên mình ngào là cây đào nó đen trổ bông quá trời. Đúng rồi, đen chút trổ bông. Bây giờ cũng hiện đại quá thôi cô chú ha. Mình Nam chứ phải miền Bắc mà vẫn đem đào vô đây được ha. Tại cái này quan trọng lắm. Cái này là lần đầu luôn Hiện Tiên. Đó là đầu luôn á, lần đầu thấy. Cái thằng đầu luôn hả? Thiệt luôn á. Chứ từ nào giờ thấy hoa giả hoặc là thấy có giờ trên mạng nó cũng bán đủ loại luôn á. Tì sai nó giá cỡ khác nhau thì cái chân nè, còn nó hay nó hợp lý quá, đẹp đúng không? Có hợp lý cái chân này nha, mà cần cho hết nhờ. À, bữa nay là chị Hương lên là đi qua bên bà cụ của chú anh chị.
để dọn dẹp rồi bên đó ha. Bây giờ ông mua rồi. Trời ơi, bữa nay là qua cái món này là bà thích ăn cho bà coi nè ha. Lấy một phần cho bà với chú ăn. Thấy chứ em nghĩ là bà chịu xé nha. Em nghĩ chắc bà thích xé ăn đó. Mình hay là đưa nguyên cục cho bà. Đúng rồi, đúng rồi. Ngay đó đó chị, đừng cắt nữa chị. Đó, để vậy cho bà tự xé ăn. Tại mấy lần qua thấy bà tự bóc xé đồ ra ngon lắm. Không, để này là để mấy chị đi, mấy chị chút nữa mấy chị dùng nha. Đó, để mấy chị dùng đi, em cũng mới ăn sáng xong á. Tao không ăn đâu, ăn đi. Mèo ăn đi con. Ăn đi. Mấy đứa ăn đi. Con không? Tiễn ăn thịt mà, ăn đi. Mới mày của mấy anh cúng à? Của anh Nam á. Phải không? Của anh Nam cúng à. Nam đen. Ăn đi. Tại chị mới ăn cơm, sao ngon quá. Đó giờ chị Hương chuẩn bị là đem mau qua bên cho bà cụ và dọn dẹp cái số anh chị. Mấy bữa nay thì chị cũng đang có việc trong gia đình nên là cũng hơi buồn đó cô chú anh chị, nên nhưng mà chị vẫn sắp xếp được ha. Đặc biệt là có nghe cái thông tin là ông cái chú đó là đã tỉnh rồi cô chú anh chị, nên là chị Hương cũng thấy vui, thấy mừng rồi cô chú anh chị ơi. Dù sao thì ông cũng đã tỉnh lại. Bữa nay là mộ của chú buổi sáng đẹp lung linh luôn cô chú anh chị ơi. Bây giờ là tàn hoa không ha, hoa quá trời hoa luôn. Gì vậy? Gì vậy? Chuyện gì? Không có chuyện gì hết. Hôm nay có anh gì lạ không? Sao bông tím nằm đây nè, thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Bị gãy hả? Có một cái tím mà nên bị gãy luôn. Bỏ vậy. Ủa coi chú anh chị. Này nó bị nước biển hết ta. Nắng quá nè coi chú anh chị ơi. Nắng quá là nó bị đổi màu luôn rồi. Trời ơi. Cô chú, em nha. Cái, chín luôn rồi nè cô chú anh chị, thấy không? Đổi màu luôn rồi. Đó cô chú anh chị, hôm nay cũng đã là 16 rồi. Đó thì chỉ còn đâu có bao nhiêu nữa đâu là cũng đã tới Tết. Chỉ trong vòng là có mười mấy ngày nữa thôi là Tết sẽ đến 2024. Và vợ chồng Hiền Tiên cũng sẽ sắp xếp được gia đình để mà có mặt để ghi hình cho bà con cô bác cũng như là cô chú có thể là cập nhật liên tục tình hình ở bọn chú Vũ Linh. Tại nhà Hiền Tiên thì chỉ có mấy chục cây của chú chị và không có vì về quê của chú anh chị ơi. Nhà mình ở đây hết nên là không có về quê, chỉ có đi chơi thôi, thì mình đến mộ của chú để cập nhật, rồi sau đó là có thể là về sớm, chiều về sớm chút xíu đó, là chở con đi chơi, nên là mình sẽ luôn sắp xếp để có ở mộ của chú anh chị ha. Thì những ngày Tết thì khi mấy anh hoặc là mấy chị thì nhiều khi cũng có về quê, nhưng mà hình như là ekip của mình thì cũng không có về quê nhiều của chú anh chị. Kỳ ngày Tết là cái ngày đoàn tụ gia đình mà, nhưng mà gia đình Tiên thì ở trong đây hết nên là mình luôn có mặt ở nhà, cũng như là mình có thể là đến đây để quay hàng ngày cho cô chú anh chị luôn. Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên xin kết thúc. Chúc cô chú anh chị đang xem kênh có một ngày tốt lành. Và đừng quên đăng ký kênh cũng như là like để Hiền Tiên luôn đồng hành với cô chú anh chị trong những cái video sau nha. Đặc biệt là nay là Tết sắp đến rồi thì Tiên sẽ ở mộ quay, nên là cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh để mà khi mà Tiên sẽ ra những cái video mới á, thì cô chú anh chị sẽ nhận được thông báo nha.